Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sư Taki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với Minecraft 1.14 cũng như là tiếp tục xây dựng trong thế giới nha. Và đặc biệt hơn, ngày hôm nay cũng là ngày mà channel Lộc Sư Taki tròn 1 tuổi các bạn ơi. Và nhân tiện đây thì mình cũng sẽ xây thêm một công trình mới, đó chính là một cái nút like YouTube. Tại vì ngay ngày sinh nhật thì mình cũng đã nhận được cái nút like YouTube luôn rồi, nên giờ thì mình sẽ xây thêm một cái nút like nữa ở bên trong thế giới của mình nha. Lúc trước thì mình đã xây được một cái logo rồi, giờ thì mới có dịp để xây cái nút play nè. Và mình cũng đã xây được cái phần phía sau của nút play để cho việc xây dựng nó dễ dàng hơn nha. Còn bây giờ thì mình sẽ lên trên và xây dựng cái phần ở giữa của nút play thôi. Phần giữa thì mình sẽ sử dụng những cái khối tuyết ấy để làm cái nút play nha. Như vậy thì nó sẽ giống hơn. Với lại cái phần viền ở phía sau thì mình đã dùng cái đá rồi để che lại, để cho nó đừng có hở ra nhiều quá. Và giờ thì mình sẽ trèo lên trên để xây nút play luôn. Và trong suốt một năm vừa qua thì mình đã trải qua rất là nhiều chặng đường, nào là những cái series sinh tồn cũng như là những series modpack khác nữa. Và đặc biệt hơn đó chính là cái series 1.14 này để lại rất là nhiều kỷ niệm giữa mình cũng như là với các bạn. Rồi giờ trèo lên một xíu nè, mình sẽ cách ra 3 ô, sau đó đặt một khối tuyết, rồi sau đó kéo về mỗi hướng là 9 ô thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và bên đây một ô nữa là 9. Coi chuẩn chưa? Phải cách ra 3 ô rồi, vậy là đúng rồi đó. Kế tiếp thì mình sẽ đặt cho nó xuống một ô như vậy, cũng như là ở bên đây. Rồi sau đó kéo xuống dưới là 7 ô nha. Vậy là trong một năm vừa qua thì mình đã làm được hình như là 2 series hoàn thành nốt các bạn ơi. Thứ nhất á, là series 1.13 đầu tiên của mình, cũng như là series 1.14. Và ngoài ra trong thời gian gần đây á, thì mình còn có một vài series modpack khác nữa, như là Minecraft Hexit này, Minecraft Kỳ Sư Rồng, cũng như là Minecraft Real Life. Và sắp tới thì mình sẽ cố gắng tạo ra những cái series modpack khác hay hơn, cũng như là giúp bạn có thể giải trí sau những giờ học tập làm việc căng thẳng nha. Giờ thì mình sẽ tiếp tục xây thôi. 3 rồi nè, 4, 5, 6, 7. Rồi sau đó cho nó vào bên trong tiếp. Đúng rồi đó, cho nó vào bên trong. Rồi giờ thì mình sẽ trèo qua đây một xíu để chúng ta có thể nói lại nhá. Cái nút play này có vẻ nó hơi bé một xíu thôi mọi người, nhưng mà tại vì giờ mình không có nhiều vật liệu cho lắm ấy, nên cứ xây tạm thời như vậy đi. Khi nào có nhiều thì mình sẽ cố gắng nâng cấp cái nút play lên. Rồi cái này thì mình cần phải kéo ngang cho nó sát bên đây và nó dài lên trên thôi. Rồi đếm lại coi có đủ không nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 ô. Đó, vậy là đủ rồi. Giờ thì mình sẽ lắp hết cái phần bên trong này bằng những cái khối tuyết nhá. Mình đã lắp hết bằng những cái khối tuyết rồi. Giờ thì mình sẽ bắt đầu đào ra ở giữa để cho nó có hình cái mũi tên giống như logo nhá. Ở trên thì mình sẽ cách ra khoảng 2 ô đi. 1, 2 nè, đào ra. Ở dưới cũng cách 2 ô luôn. Thì là ngay tầm này. Rồi mình sẽ đào ra hết. Tổng cộng là 1, 2, 3, 4 và 5 ô. Mình sẽ cắt ra thêm một ô, cắt ra một ô và ở đây nữa là xong. Đó, vậy mà là mình đã có được một cái nút play ở giữa rồi. Giờ thì mình sẽ dọn những cái thứ không cần thiết ở đây, cũng như là đi xuống dưới thôi. Và ngoài ra để cho cái nút play bạc này á, nhìn nó giống thật hơn, thì mình sẽ chế tạo thêm ít cái bảng và gắn xuống phía dưới này nè, giống như là cái dòng chữ chúc mừng cột mốc 100.000 subscribe đó các bạn ơi. Giờ thì đeo cái cánh này vào và bay vô trong thôi. Và cái bảng mình đang phân vân không biết là nên sử dụng bảng gỗ sồi hay là bảng gỗ sồi sẫm nữa. Mình nghĩ chắc sử dụng bảng gỗ sồi đi, tại vì gỗ sồi khá là phổ biến nè. Để mình tìm cái gỗ sồi cái đã. Rồi mình đã chế tạo được một ít cái bảng rồi nè. Giờ thì mình sẽ chế tạo thêm một ít cái pháo hoa nữa đi. Mặt cánh rồi mà phải có pháo hoa để bay cho nó tiện. Thuốc súng đây, mình còn một ít ở đây nè. Kết hợp với giấy đúng không? Sấy ở đây cũng có luôn. Rồi mình sẽ đặt vào bàn chế tạo theo công thức như vậy. Nó được một stack máy thằng hồn mà bay. Giờ thì mình sẽ bay một đoạn nè. Rồi, ôi da, ui, cẩn thận. Đập mặt vô đây nhiều khi cũng lại chết đấy các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ gỡ cái pháo hoa xuống và gắn bảng vào thôi. Ở giữa thì mình sẽ gắn trước một cái nè. Ở đây là ngô chính giữa đúng không? Gắn đây một cái. Và cái số 100.000 chắc mình sẽ ghi ở đây luôn đi. Mà khoan, số 100.000 vậy là mình cần phải có 4, ủa 6 cái bảng hả? Để mình canh sao cho vừa đủ 6 cái bảng ta. Một bảng nè, hai bảng, à ghi số vô luôn. Chờ mình để mình canh trước đã. 3 nè, 4, 5 và 6, coi đủ không? Ô vừa đủ luôn. được á, giờ mình sẽ điền vào đây các con số nhá. Theo thứ tự là số 0.
Rồi và cái bảng cuối cùng sẽ là số 1. Như vậy thì mình đã được cái hàng bảng in cái dòng chữ là 100.000 rồi. Và cái chữ subscribe thì chắc mình sẽ không ghi vô được đâu, tại vì nó không có đủ chỗ ấy. Nhưng mà không sao, mình thấy số 100.000 này cũng ổn rồi đó. Ở phía trên này hình như là cái dòng chữ congratulations nè, nhưng mà mình sẽ đặt vào những cái tấm bảng tượng trưng cho cái dòng chữ đó nha. Đây, ở đây thì một hàng nữa nè. Ở phía dưới có 6 cái bảng tượng trưng là cái con số 100.000 đấy các bạn ơi. Như vậy chắc cũng ổn rồi đó. Rồi, như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái phần nút play bạc rồi. Kế tiếp thì mình sẽ chuẩn bị bánh, tại vì đã chúc mừng rồi mà phải có bánh chứ đúng không. Và ngoài ra thì mình còn có một cái tiết mục dùng để trang trí trong màn đêm nữa, các bạn nhớ đón xem nhé. Còn giờ thì mình sẽ chuẩn bị những cái bánh chúc mừng thôi. Để chế tạo được một cái bánh kem á thì đầu tiên mình cần phải có trứng, nhưng mà trứng giờ mình phải tìm gà nữa. Để coi nào, ở trong chỗ này không biết còn trứng không nữa ta. Để mình trên test thử các bạn ơi. Đây đây có một bé gà nè. Coi coi, ui cái này nó bắn ra hết rồi. Ui ui, đừng. Ui không kịp rồi, mình không kịp gom mấy cái trứng rồi. Ok, chắc giờ thì mình sẽ đi vào trong nhà kho coi. Hy vọng trong nhà kho còn nhá. Rồi bay một chuyến vô nhà kho luôn. Đạp xuống một cái. Ui ui ui. Cẩn thận mắc kẹt vô cây là hơi bị mệt á. Coi nào, trứng đâu. Cho một quả trứng thôi cũng được nữa. Ui bây giờ mình tìm trứng thì lại không ra rồi. Giờ có sữa thì mình sẽ lấy trước 3 xô nè. Ui làm ơn đi. Cho một quả trứng thôi cũng được nữa. Đợt trước mình dùng trứng để cho vào cái chỗ farm gà hết trơn rồi. Và xem nào, hình như cái khu vực trống bên đây cũng còn gà nữa. Để mình bay một đoạn tìm gà và lấy trứng nha các bạn. Yay. Đợi nãy giờ gà cũng đẻ rồi, giờ thì bay về nhà và chế tạo luôn thôi. Và giờ mình còn thiếu lúa mì đúng không? Được, ghé qua cái chỗ lúa của mình lấy một ít lúa mì luôn. Được, úi đây đây, đủ 3 lúa mì rồi nè. Trồng lại một ít hạt giống. Và bây giờ thì mình sẽ vào trong nhà để chế tạo luôn một cái bánh kem nhá. Rồi, chuẩn bị có bánh kem nào. Bàn chế tạo, đây đây đây, bàn chế tạo đây luôn. Mình sẽ bấm vào công thức như vậy. Ủa? À, còn một thứ rất là quan trọng nữa. Bánh kem thì phải có vị ngọt đúng không? Mà vị ngọt thì chúng ta cần phải có đường. Đường thì mình sẽ lại đây và hai mía và chế tạo thôi. Mía mía mía, đây mía ở đây luôn. Giờ xung quanh nhà mình toàn là vật liệu để chế tạo thôi ha, nên không sợ thiếu đâu. Lấy mía nè, đổi ra hai cái đường và cho vào bàn chế tạo thôi. Đây bàn chế tạo đây. Và ten ten, được một cái bánh ngọt rồi. Và với cái ngọt này thì chắc mình sẽ đặt gần cái nút like để buổi tối chúng ta cùng ăn mừng nhá. Và đặt trên cái nào là thích hợp ta. Ở đây mình đâu có cái nào là các bạn. À đây đây có cái đe nè. Cái đe nhìn sơ qua cũng giống cái bàn á. Mình sẽ dùng nó để đặt cái bánh kem lên trên nhá. Còn giờ thì mình sẽ đợi trời tối các bạn ơi. Sau đó mình sẽ cho các bạn xem một tiết mục giải trí vào ban đêm nhá. Trời cũng đã tối lại rồi các bạn ơi. Và bây giờ thì mình sẽ đặt bánh kem xuống để chuẩn bị cái bữa tiệc ăn mừng nhá. Rồi, đặt bánh kem xuống nè. Rồi, kế tiếp thì mình sẽ cho các bạn xem một tiết mục giải trí nhẹ nhẹ thôi. Đây, mình đã làm sẵn một hệ thống bắn pháo hoa ăn mừng rồi. Mình chỉ cần tắt cái công tắc này thôi và chạy lên lần kia và xem pháo hoa nhá. 1, 2, 3, chạy thôi. Đó, bắn pháo hoa lên rồi kìa. Rồi, nhân dịp này thì mình gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua. Và ngay ngày hôm nay cũng là ngày mà kênh mình tròn 1 tuổi rồi. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng hơn tạo ra những video giải trí hay hơn cho các bạn thư giãn sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng nha. Còn giờ thì cắt bánh thôi. Mà ở đây không có kéo các bạn ơi, không có cắt bánh được, mình cũng chưa có đói nữa. Thôi thì chúng ta cùng nhau thưởng thức cái màn bắn pháo hoa này đi. Mình chỉ có thể chế tạo được có 3 dạng à. Cái dạng mà cần đầu creeper thì mình không có, nên tạm thời chỉ có màn bắn pháo hoa đơn sơ như vậy thôi nhá. Đó, cái nút play bạc thì từ từ mình sẽ cho các bạn xem nó ở phiên bản đời thật luôn nhá. Còn giờ thì chúng ta sẽ đợi nốt cái màn bắn pháo hoa này thôi.
Màn bắn pháo hoa cũng sắp kết thúc rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem nút play bạc của mình ở ngoài đời thực nó như thế nào nha. Còn giờ thì let's go. Rồi hiện tại thì mình đã vào phòng của mình rồi đây. Và giờ thì mình sẽ quay một vòng tổng quát cho các bạn xem phòng của mình nó như thế nào nha. Phòng của mình thì nó cũng khá là nhỏ cũng như là hơi bừa bộn một xíu ấy. Nên có gì các bạn thông cảm giúp mình. Đây là chỗ để mình đặt cặp cũng như là sách vở này. Còn ở cái bên đó chính là cái chỗ để mình trải chiếu và ra và ngủ vào mỗi buổi tối thôi. Ở chỗ mình khá là nhiều muỗi nên buổi tối bắt buộc phải có mùng thì ngủ mới được. Rồi và phía sau lưng mình đó chính là cái dàn máy tính. Ở đây thì mình chỉ sử dụng có một cái màn hình thôi. Tại vì chủ yếu là mình đăng video ấy, khá là ít livestream luôn. Nên chắc một cái màn hình cũng sẽ đủ. Nhưng mà nếu sau này mình có livestream thì mình sẽ đầu tư thêm một cái nữa. Ở cái màn hình đó chính là cái bàn phím cũng như là chuột này. Và một cái micro nữa chứ. Và ở phía dưới cái bàn này đó chính là cái dàn máy tính của mình. Ở đây thì mình sẽ đặt nó ở phía dưới vì nó khá là to luôn. Đặt ở trên bàn thì nhiều khi nó lại bị lật đó các bạn. Và kế bên đó chính là cái ô điện để găm điện thôi. Và một cái thứ không thể thiếu trong căn phòng của mình đó chính là cái máy quạt. Phòng mình khá là hầm luôn, không có máy quạt là bốc quả như chơi các bạn ơi. Rồi, và nhân vật chính của ngày hôm nay đó chính là đây nè, một cái nút play YouTube. Giờ thì mình sẽ lấy nó và đặt ở phía dưới nha. Và thật là trùng hợp luôn á, cái ngày mà mình nhận được cái nút play này nè cũng là ngày mà cái kênh của mình nó tròn 1 tuổi luôn các bạn ơi. À, giờ thì chắc mình sẽ bắt đầu mở ra luôn thôi. Rồi ngồi xuống một cái nè. Giờ thì mình quay có một tay à, nên mở nó cũng khá là khó. Rồi mở ra. Wow. Ồ, trong đây có một cái lá thư chúc mừng các bạn ơi. Đây lá thư chúc mừng gửi đến độc lập Sutaki nè. Rồi ở bên trong đó chính là một cái lá thư chúc mừng nữa. Mình sẽ đặt cạnh luôn đi. Cái này lá thư bằng tiếng Anh hết trơn các bạn ơi. Có chữ ký nữa nè. Rồi tạm thời mấy lá thư chúc mừng thì mình sẽ đặt ở phía trên cái hộp đi. À, đây chính là thứ quan trọng nhất nè. Đó chính là cái nút play các bạn ơi. Giờ là buổi tối ấy, nên nhìn có vẻ không rõ nên có gì các bạn thông cảm nha. Với lại điện thoại của mình nó quay không có được nét nữa. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra trước cái đã. Wow. Rồi cầm lên nào. Đó, vậy có vẻ ổn hơn rồi nè. Lập Sutaki. Wow, 100.000 subscriber. Nó để mình cầm thử coi. Cái này thì nó cũng khá là nhẹ các bạn ơi. Và cái mặt trước của nó là bằng kính đấy, rất là sáng luôn. Giờ mình sẽ gỡ cái lớp bọc ni lông ở bên ngoài ra nhá. Cái này hình như là bằng ván thì phải. Mình cầm thấy nó khá là nhẹ luôn. Không sao, mở ra trước đi. Rồi. Mình có một tay thôi à nên mở ra nó hơi khó một xíu. Rồi, cố lên. Rồi, mở ra được rồi nè. Hình như ở phía sau nó có cái móc đây mình có thể treo lên luôn các bạn ơi. Chuẩn luôn, ở sau nó có hai cái khoen nè, mình có thể treo lên tường được ấy. Được. Và ở mặt trước thì có logo YouTube này cũng như là cái logo nút play thôi. Khá là đẹp luôn á. Có gì thì nó hơi chán ngược sáng một xíu các bạn ơi. Rồi giờ tạm thời thì mình sẽ đặt cái nút play này cạnh cái dàn máy tính của mình luôn nha. Đây tạm thời đặt ở đây đi. Rồi như vậy thì mình đã có được nút play đầu tiên của mình rồi. Và trong video này thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn đã ủng hộ mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng tạo ra những video hay hơn và giúp các bạn có thể giải trí sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.